Vô 1-0. Mời quý vị trở lại sân cầu Long Dưỡng Sinh để xem trận đấu giữa hai đội là Cường Lớn, Cường Nhỏ, Thiên Nhiên đấu với lại anh Việt. Anh Việt là tiếng Minh gì già đó. Khanh, Quanh. 1-0. Ủa 2-0, 2-0 hả? 2-1. Hay quá anh Khanh ơi. 2-0. 2-0 rồi. Khanh giao Thiên Nhiên đỡ. Thiên Nhiên hả? Quánh cho Thiên Nhiên hả? Thiên Nhiên. Thiên Nhiên hả? Rồi. Thiên Nhiên nó phá hoại rồi. 3-2. Cường hả? Cường Lớn hả? Cường Lớn gỡ lại một trái được 3-0. Các anh đánh sao có vẻ quá tình cảm mà tôi không có thấy được cái sự gọi là quyết liệt trong các pha cầu của các anh nha. Bốn ba ngoài bốn đều. Đúng là các anh quýnh buồn tẻ quá. Nhanh chóng đi vô đi coi nào. Rồi quýnh khi kiểu này mà khi mà khán giả mà không nghe tôi bình luận nữa có nghĩa là lúc đó là tôi đang ngủ á. Buồn tẻ quá, buồn ngủ quá, ngủ quá. Quýnh đi. 5-4. Anh Khanh ngoài 5-0. Trận đấu này từng pha một buồn tẻ quá. Quýnh đi. Quên Việt. Quên anh Khanh. Trời ơi, không làm gì. Anh Việt. Trời ơi, không làm gì. Quên. Không làm gì. Quên. Rồi sao? Ngoài sao được mà ngoài. Trời ơi, cậu người ta tốt nhưng mà ngoài. Sao 4. Ủa sao 5 rồi hả? À sao 5. Xin lỗi. Xin lỗi nè, 7-5. Các anh đánh đúng là buồn tẻ ghê luôn á nha. Bữa Malaysia với lại Việt Nam mà đá giống như các anh đánh vậy là 15 phút thôi là khán đài trống vắng rồi. Người ta đá quyết liệt từng pha bóng, anh các anh phải quyết liệt từng pha cầu vậy. Ồ. Chín năm hả? 10 năm rồi, đổi bên. Có vẻ như là bên kia là rất là thuận lợi nãy. Bên này không chịu đổi nè. Tốt. 11-5. Nhanh lên. Mười một năm. Mười một năm. Rồi. Pha cầu hài hước à. Thì ra là các anh tính diễn hài ở đây à. 6-11. Nhiên nè, Thiên Nhiên nổi giận đâu. 7-11. Cường đỡ nè. Rồi 12. 7. Rồi 8-12. Ta nói giao vô chỗ rồi nè. Quánh nè. 9-12. Quánh nè, 10-12. Nghi bên Cường Nhỏ thua quá. Cường Lớn, Cường Nhỏ cùng thua quá. 10-12. 11-12. Ok cái gì, thua ra tới nơi rồi, ok cái gì nữa mà ok. Còn gì nữa mà ok. 13-11. Ở trong sân này tôi đã chứng kiến rất là nhiều trận mà chủ quan bị trời hại rồi đó. Chủ quan bị trời hại nè. Bị đó nè, nói rồi không nghe. 12-13. Quanh, em giao tới đây được không? Đó, nhẹ quá vậy. Ngoài.
14, 12. Làm gì ạ? Ngoài rồi. Ơi. 15, 12. Mười sáu, mười ba, mười lăm. Nhiên nè, Nhiên nè, Quánh nè, sáng giờ không có một pha đặt cầu nào mà hay hết trơn á. Mười bốn, mười lăm. Mười lăm đều. Chuyện gì vừa xảy ra? Chuyện gì mới vừa xảy ra? Có cần phải nói đâu. Bên kia đã gỡ nè, bây giờ đã vượt lên nè. Cường lớn, cường nhỏ cùng thua một trận nè. 16, 15. Cường lớn, cường nhỏ nè. Ông Khanh phá quậy ghê ta. 16 đều. Cường lớn giao cầu nè. Nhìn nè, hiểm ta đâu. Cũng không sợ. Hay quá tốt. À, cường lớn đã hại được đội bên kia rồi. 17, 16. À, đó bên kia nó có cái kỳ cục vậy đó. Lúc mà thua, cũng rủ nhau thua nữa. Chứ đi một mình buồn. Này là hỏi mà. Ôi, thua là cũng phải thua series vậy đó. Chứ không phải thua một tay trái là không có chịu đâu. Làm gì? Ồ, thôi. 20. Mười bảy, 20. Ngoài. 18, 20. Hai trái nữa liệu có làm được hay không? Chuyện nhỏ chứ có khi làm nữa nói đâu. Tốt, cầu. Chào mừng anh Khách trở lại. Trời ơi, vậy bới luôn đó nha.